Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ và mình là Kiều Oanh, người sẽ đồng hành chia sẻ những thông tin bổ ích tới cho các bạn. Và trong video ngày hôm nay, Kiều Anh sẽ giới thiệu tới các bạn một trong những dòng sản phẩm có xuất xứ từ Hàn Quốc với công dụng là ngăn ngừa đột quỵ cũng như là tai biến mạch máu não vô cùng hiệu quả. Đó chính là dòng sản phẩm viên An Cung Ngưu Hoàng Hoàn, uh, cơm chê khoan đến từ Hàn Quốc với hộp gỗ 60 viên thưa các bạn, hẳn rằng là chúng ta đều biết ngày nay tỷ lệ người mắc tai biến mạch máu não hay đột quỵ thì ngày càng tăng lên. Và tất nhiên trong số này có rất ít người qua khỏi và nếu như qua khỏi thì cũng sẽ để lại những di chứng vô cùng nặng nề như là bại liệt, thậm chí là các chức năng trong cơ thể của chúng ta gần như là không thể sử dụng được. Và việc đột quỵ hay là tai biến mạch máu não này thì đến do sự tác động của môi trường, chế độ ăn uống cũng như là chế độ tập luyện thể dục thể thao của chúng ta hay thậm chí là do tuổi tác và tai biến hay là đột quỵ thường xuyên xuất hiện ở người cao tuổi khi mà sức khỏe của họ đã yếu kém rồi. Như vậy thì có thể thấy là mức độ nguy hiểm của căn bệnh này đúng không ạ? Và tại Hàn Quốc là một trong những đất nước có tỷ lệ đột quỵ cũng như là tai biến mạch máu não vô cùng cao. Và đứng trước nguy cơ này thì các nhà sản xuất tại Hàn Quốc cụ thể là Samsung đã nghiên cứu và cho ra đời dòng sản phẩm viên an cung bổ não chống đốt quỵ ở Cương Che Hoan bên cạnh kiểu anh đây. Đây là một trong những dòng sản phẩm hỗ trợ tăng cường sức khỏe, đồng thời là ngăn chặn tình trạng tai biến và đột quỵ vô cùng hiệu quả, được rất nhiều người dân tại Hàn Quốc ưa chuộng sử dụng. Và dòng sản phẩm này, ngay từ khi được nghiên cứu sản xuất thì đã được uh, tỉ mỉ cũng như là đã được kiểm định kỹ càng từ khâu nguyên liệu đầu vào. Sau đó thì dòng sản phẩm này thì được sản xuất cũng như là được chế tác ở dưới các công nghệ vô cùng hiện đại. Và an cung hộp gỗ 60 viên bên cạnh kiểu anh đây là một trong những dòng sản phẩm được nghiên cứu và chế tạo từ rất nhiều nguyên liệu dược liệu quý hiếm như nhân sâm, bạch chuột, cam thảo, Hoài sơn, đương quy, thần khúc, vỏ quế, mật ong Hàn Quốc, hoặc các thành phần khác như cellulose, đường lactose. Và mỗi loại dược liệu, mỗi loại thành phần này thì nó mang đến những công dụng khác nhau cũng như kết hợp với nhau để làm sao có tác dụng cao nhất cho người sử dụng. Và với dòng sản phẩm này thì đã được nghiên cứu kỹ càng từ khâu nguyên liệu đầu vào như Kiều Anh vừa chia sẻ. Thế nên là trong quá trình sử dụng các bạn có thể hoàn toàn yên tâm. Và công dụng của dòng sản phẩm An Cung này có thể kể đến như hỗ trợ điều trị chữa rối loạn tiền đình, một trong những triệu chứng một trong những căn bệnh mà rất nhiều người gặp phải. Và rối loạn tiền đình chính là tình trạng mà chúng ta hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, buồn nôn, xây sầm mặt mày. Và nếu như bạn đang gặp tình trạng ở căn bệnh rối loạn tiền đình như Kiều Anh vừa chia sẻ, thì dòng sản phẩm viên An Cung Như Hoàng Hoàn, Cơm Chê Hoan đến từ Hàn Quốc này sẽ giúp các bạn điều trị những triệu chứng đó cũng như là ngăn chặn tình trạng rối loạn tiền đình xảy đến một lần nữa công dụng thứ hai có thể kể đến của dòng sản phẩm an cung ngưu ở cơm chê hoan này đó chính là ngăn chặn tình trạng xuất huyết não các hoạt chất có ích trong dòng sản phẩm này sẽ đi sâu vào cơ thể đồng thời là bảo vệ thành mạch máu cũng như các mạch máu của chúng ta từ đó ngăn chặn tình trạng xuất huyết não hay là uh, sản phẩm này còn được biết đến với công dụng là hỗ trợ điều trị huyết áp cao một trong những căn bệnh ngày nay mà hầu như ai cũng mắc phải đúng không ạ và nếu như các bạn để ý kỹ thì kiểu anh tin chắc rằng mọi người có thể thấy rằng là thiết kế của dòng sản phẩm ở viên An Cung Ngư Hoàng Hoàn Hồ Cỗ 60 viên Kim Chi Hoa này thì có thiết kế vô cùng sang trọng thanh lịch cũng như là hiện đại đúng không ạ? Và với việc là đựng trong từng lọ như này thì vừa bảo quản được tính chất của viên an cung, vừa giúp cho chúng ta làm quà tặng được lịch sự hơn. Và nếu như các bạn đang thắc mắc rằng cách dùng dòng sản phẩm như nào thì hãy nghe kỹ những hướng dẫn sau đây của Kiều Anh nhé. Với dòng sản phẩm viên an cung ngưu hoàng hoàn cương chê hoa này thì với người lớn và trẻ em trên 15 tuổi, nếu gặp phải những tình trạng bệnh hay là uh, thường xuyên đau đầu chóng mặt uh, như kiểu anh vừa kể trên thì mỗi ngày sẽ sử dụng một viên an cung ngư hoàng hoàn cơm chê hoan như thế này và các bạn uh, mặc dù đã được chế biến trực tiếp uh, thành viên như này thì các bạn hãy nhai nhai trực tiếp và sau đó nuốt từ từ với nước ấm nhưng nếu không nhai trực tiếp được viên như này thì hãy nhớ là nghiền nhỏ ra rồi sau đó hòa tan với nước uống như vậy sẽ dễ uống hơn rất là nhiều. Và các bạn hãy nhớ kỹ nhé, bên cạnh việc sử dụng một dòng sản phẩm hiệu quả và tốt như này thì chúng ta cũng nên có chế độ ăn uống phù hợp, sinh hoạt làm sao để cơ thể của chúng ta luôn khỏe mạnh. Và với cách sử dụng cũng như là kết hợp chế độ ăn uống như thế, Kiều Anh tin chắc rằng các bạn sẽ đẩy lùi được những triệu chứng, những căn bệnh nguy hiểm như Kiều Anh vừa chia sẻ bên trên. Và để mua được dòng sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất thì các bạn hãy ngay lập tức liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí. Hoặc các bạn cũng có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho dòng sản phẩm viên an cung ngưu hoàng hoàn cơm chế hoàn đến từ Hàn Quốc. Và hy vọng với những thông tin Kiều Anh chia sẻ trong video ngày hôm nay thì đã mang đến cho các bạn những kiến thức bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.